Hello, hello. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi tối hôm nay mình đang có mặt tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một căn nhà mặt tiền đường, góc hai mặt tiền đường. Căn nhà này có góc hai mặt tiền đường, mình có thể tiện vừa ở vừa kinh doanh, buôn bán, mở văn phòng công ty, bán cà phê, bán nước ngọt được hết nhé. Vị trí này mình có thể cho thuê được tháng trên 20 triệu trên một tháng. Căn nhà này nhá. Góc hai mặt tiền này. Ở đây có hai quán cà phê cũng như các văn phòng công ty đều nằm ở vị trí này hết. Nhà mình có view mặt tiền đẹp nhất đối diện công viên. Phía trước mình đây có một công viên này. Ở đây có một công viên nhá. Hiện tại đây đang xây dựng rất là nhiều. Nếu xây dựng xong thì công viên này sẽ được người ta tạo lại rất là đẹp nha. Mình có thể mua về đây ở, kinh doanh buôn bán, buổi tối đi tập thể dục, đi hóng mát ở đây nhé. Khu này đang xây dựng rất là mạnh, xây đến đâu người ta dọn về ở đến đấy nha. Căn nhà này có con đường phía trước rộng tầm khoảng 10 mét. Ở đây có đường điện âm, nước âm đầy đủ hết. Đây người ta đang đi bộ này. Đường thông thoáng, nhà góc hai mặt tiền đường. Mình có thể mua về ở hoặc là cho thuê. Nếu không có nhu cầu ở có thể mua cho thuê nhé. Như căn nhà này người ta đã mua rồi, hiện tại cho chủ nhà thuê lại luôn nhé. Ở đây mình chỉ cần dán bảng là có thể cho thuê ngay được luôn. Ở đây mình có thể vừa bán cà phê, bán nước ngọt hoặc là làm các văn phòng công ty ở đây được nhé. Diện tích là ngang 5, sâu 19. Tổng diện tích trên sổ là 81 m, thổ cư 100%. Căn nhà này có hướng đông bắc, được chủ nhà thiết kế mẫu rất là đẹp, mặt tiền phố, ban công vuông. Phía trước là lan can sắt đúc được nhà sơn màu vàng rất là đẹp nha. Ở đây mình có view hè buôn bán này. Đường buổi tối rất là nhộn nhịp nha. Con đường người ta di chuyển rất là đông. Bây giờ em sẽ vào trong quay toàn cảnh quý vị nhìn xem này. Cửa chính đây được chủ nhà làm hai lớp cửa. Ngoài đây mình có một lớp cửa cuốn đức. Phía trong là một lớp cửa nhôm sinfa kết hợp với kiến cường lực. Chủ nhà để không gian mở, mình có thể tiện kinh doanh buôn bán này. Phía trên hệ thống trần trí thì cao, được chủ nhà trang trí rất là đẹp ở trên đây. View kinh doanh buôn bán nhé. Nhà này nằm tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cách vòng xoay An Phú đâu đó tầm khoảng 2 km, gần với ngã tư Miếu Ông Cù. Hiện tại bên chủ nhà gửi cho mình cầm chìa khóa căn nhà này. Quý anh chị có nhu cầu đi xem thì hãy alo cho mình, mình dẫn mở xem nhé. Nhà hai mặt tiền đường. Cửa bên hông này. View kinh doanh buôn bán hai mặt tiền. Sàn được chủ nhà lót gạch bóng kính, giả đá khổ 80. Chủ nhà thiết kế không gian mở rất là đẹp nha. Phía cuối là view bếp. Cửa bên hông này. Ở đây có các lam gỗ trang trí rất là đẹp nha. Không gian bếp này mình kê bàn ăn 4 ghế 6 ghế thoải mái, kê tủ lạnh luôn. Chủ nhà thiết kế view bán hàng. Phía sau có lối thoát hiểm 1 m, được sử dụng luôn nhé. Đây phía cuối là có phòng vệ sinh này. Ở đây có 1 m thoát hiểm ở đây nhé. Đây, khu xung quanh hàng xóm này đã ở hết rồi. Bây giờ mình tham quan phòng vệ sinh này. Nội thất cơ bản rất là ok nhé.
vòi tắm đứng sen thiền, bàn cầu đúc rất là đẹp nha. Đây có chậu rửa mặt cũng như gương soi đây. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên tham quan các phòng ngủ cũng như phòng giặt, phòng thờ, phòng sinh hoạt chung ở trên. Ở dưới này chỉ là view bán hàng thôi. Giờ mình lên trên nhé. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen kim sa. Loại đá này bây giờ cũng hiếm nhé. Tay vịn gỗ Gò Đỏ và kính cường lực rất là chắc chắn. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Ở đây mình có không gian sinh hoạt chung, ở đây mình có thể kê nệm sofa, bàn ghế ngồi uống cà phê đây. Sàn được chủ nhà lót gạch giá gỗ rất là đẹp nha. Đây có phòng ngủ phía trước rất là rộng và có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn. Đây là phòng vệ sinh riêng cho phòng nhà mình này. Nội thất phòng vệ sinh rất là cao cấp nha. Quý vị có nhu cầu đi xem, mua hoặc tham khảo hoặc xem để xây những mẫu nhà ưng ý thì cứ truy cập vào đường link của em. Em sẽ để nhiều căn ở dưới cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Đây là phòng ngủ đầu tiên rất là rộng này. Có ban công phía trước nhé. Ban công sắt đúc rất là đẹp luôn. Dân cư yên tĩnh này. Bây giờ mình sang phòng ngủ thứ hai. Tất cả phòng ngủ trên đây đều có cửa sổ bên hông, rất là thoáng mát nhé. Phòng ngủ thứ hai cũng có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất mà em cập nhật lên hàng ngày. Để quý vị mình xem tham khảo, quý vị có nhu cầu mua hoặc có nhu cầu xem tham khảo để xây nhà ở sắp tới thì truy cập vào kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn của em. Em đăng lên rất nhiều mẫu nhà, mình có thể chọn một mẫu nhà nào ưng ý để mình có thể áp dụng xây theo. Nếu quý vị đang có nhu cầu mua nhà ở thì liên hệ với em Sơn, có nhiều căn giá tiền khác nhau, mặt tiền đường buôn bán sầm uất cũng có, mặt tiền đường thường cũng có, hoặc nhà ở hoặc nhà thu nhập thấp cũng có. Thì có nhiều căn em không quay hết lên được, quý vị cứ alo cho em, em sẽ tư vấn dẫn đi xem nhé. Lên lầu trên cùng rồi, trên đây mình có thêm một phòng sinh hoạt chung nữa này. Bây giờ mình sang phía sau trước. Đây là phòng vệ sinh thứ tư của căn nhà rồi. Nội thất phòng vệ sinh nào cũng cao cấp, gạch thì ốp lên tới trần luôn, vòi tắm đứng sen thiền đầy đủ hết nhé. Cửa được chủ nhà làm cửa nhôm xin pha. Phòng ngủ nào cũng có cửa sổ bên hông, thoáng mát đầy đủ hết. Tất cả phòng ngủ đều có đường âm máy lạnh cũng như hệ thống cáp nét rèm cửa đầy đủ hết. Hai phòng sinh hoạt chung luôn nhé. Cầu thang gỗ Gò Đỏ, tay vịn kính cường lực. Đây là phòng ngủ thứ tư này, mình có thể làm phòng thờ được luôn nhé. Nếu quý vị không nhu cầu làm phòng thờ thì đây là phòng ngủ thứ tư. Sàn gỗ đầy đủ hết. Phía trước là sân thượng nhé. Đây đi qua lớp cửa nhôm xin pha. Tối mình ra đây ngồi hóng mát, rất là mát này. Vị trí đối diện công viên. Phía trước là công viên nhà mình. Đây. Khách đi xem nhà buổi tối luôn nhé.
công viên này. Con đường bên hông này. Đường sầm uất nhé. Quý anh chị có nhu cầu hãy alo cho em để được tư vấn đi xem. Nhà rất là đẹp. Vị trí rất là sung. Quý anh chị có nhu cầu đi xem hẹn gặp em ở vòng xoay An Phú hoặc ngã tư Miếu Ông Cù. Em sẽ dẫn vào xem nhé. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 5,5 tỷ, giá vẫn còn thương lượng nhé. 5,5 tỷ đồng cho căn nhà 1 trệt 2 lầu 3 tấm như thế này, kế bên quán cà phê luôn. Đây có quán cà phê này, kế bên nhà là mở văn phòng công ty này. Vị trí rất là ok nhé. Đây có căn nhà này, sàn chuẩn bị đổ bê tông cốt thép này. Quý vị nào muốn mua nhà để đặt theo ý của mình thì bên em có thể xây dựng theo ý của mình luôn nhé. Sắt đan rất là dày này. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.